Mưa lớn kéo dài từ chiều tối qua đến chiều nay 15 tháng 10 đã khiến mực nước trên các sông suối tại tỉnh Quảng Bình dâng cao, gây chia cắt và sạt lở. Nhiều người dân vùng núi nguy hiểm phải di dời khẩn cấp, một số huyện có nguy cơ ngập lụt. Theo ghi nhận tại huyện Lệ Thủy đến chiều 15 tháng 10, mưa lớn khiến đường vào bản Tân Ly, bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy ngập gần 1 mét, đường vào các bản An Bai cùng Hà Lẹt, xã Kim Thủy hiện đang ngập sâu. Tuyến quốc lộ 9C qua các xã miền núi Lệ Thủy, hàng chục khối đất đá bị sạt lở dài ở nhiều đoạn như tại km 29, km 30 cộng 480, km 32 cộng 200. Đặc biệt tại bản Mít Cát, xã Kim Thủy, đồn biên phòng Làng Ho đã tiến hành di dời 7 hộ, 45 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Mực nước tại sông Kiến Giang lên nhanh cũng khiến nhiều thôn xã ở khu vực trung tâm huyện Lệ Thủy đứng trước nguy cơ ngập lụt như Liên Thủy, Phong Thủy, thị trấn Kiến Giang. Người dân tại các xã này cũng đang khẩn trương khuân phát tài sản đến chỗ cao để đề phòng nước lũ tiếp tục lên nhanh trong đêm. Tại huyện Quảng Ninh, đường vào các bản Bà Loan, Dinh Dinh, Dốc Mây, xã Trường Sơn cũng đã bị ngập sâu, người và phương tiện không qua lại được. Tại thành phố Đồng Hới, mưa lớn cũng đã khiến một số tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Phan Bội Châu, Đồng Hải bị ngập cục bộ. Để hỗ trợ người dân phòng chống mưa lũ và sạt lở, tỉnh Quảng Bình đã bố trí các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình địa bàn để chủ động ứng phó. Riêng lực lượng biên phòng đã huy động 94 cán bộ chiến sĩ, chia thành 28 tổ để hỗ trợ người dân, cũng như chốt chặn tại các điểm ngập lụt, không cho người dân vào rừng, đánh bắt cá, di chuyển qua lại sông suối và các khu vực có nguy cơ sạt lở.